Xin chào tất cả các anh chị. Trước khi đi vào giảng dạy môn học luật tố tụng hành chính Việt Nam, tôi xin được giới thiệu, tôi là Trần Thị Bích Nga, hiện nay là giảng viên của khoa luật kinh tế trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được nhận giảng dạy môn học luật tố tụng hành chính Việt Nam ở lớp các anh chị. Đây là một môn học chuyên ngành về luật. Trước khi đi vào môn học này thì tôi giới thiệu qua một chút về khái quát về môn học. Chúng ta biết rằng là luật tố tụng hành chính là một cái ngành chuyên biệt trong hệ thống pháp luật Việt Nam, nghiên cứu về các cái quan hệ về quá trình giải quyết vụ án hành chính. Thế thì thế nào là một vụ án hành chính và cái quá trình giải quyết vụ án hành chính như thế nào? Rồi là khi mà quyền và nghĩa vụ của các cá nhân tổ chức bị xâm hại bởi các quyết định hành chính, bởi các cái hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước thì chúng ta được giải quyết như thế nào, rồi cách thức để chúng ta bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta như thế nào, các bước để giải quyết một vụ án hành chính ra sao thì chúng ta sẽ được nghiên cứu trong toàn bộ nội dung của môn học này. Thế thì trước khi đi vào giới thiệu các cái nội dung cụ thể của môn học thì tôi giới thiệu tổng quan về môn học như sau. Thứ nhất là về thời gian học môn học này, thì thời gian học môn luật tố tụng hành chính Việt Nam bao gồm có 45 tiết, trong đó có 15 tiết là các anh các chị tự đọc và nghiên cứu tài liệu, có 30 tiết là chúng ta thực hiện học tập ở trực tuyến và trong video clip. Thế thì ở trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu ở chương thứ nhất, đấy là giới thiệu khái quát về môn học luật tố tụng hành chính, bao gồm 3 nội dung cơ bản. Thứ nhất là về mục tiêu của môn học, thứ hai là về đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của môn học, và thứ ba là chúng ta giới thiệu về các cái mục tiêu đặt ra sau khi học xong môn học này. Thế thì thứ nhất là cái yêu cầu đối với môn học. Thế thì luật tố tụng hành chính nó đảm bảo 3 cái nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất là về mặt kiến thức, sau khi học xong môn học này thì về mặt kiến thức, các anh các chị sẽ nhận thức được vị trí, vai trò của tài phán hành chính. Trong đó thấy được tố tụng hành chính chiếm được một cái vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện chức năng của tài phán hành chính. Đó là đảm bảo kỷ luật và pháp chế trong hoạt động quản lý và công cuộc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động quản lý hành chính. Thứ hai là nắm được các cái quy luật, các cái quy định cơ bản về quyền hạn, nhiệm vụ của các chủ thể trong quá trình giải quyết một vụ án hành chính. Và thứ ba là nắm được trình tự thủ tục giải quyết một vụ án hành chính, như cũng như là quá trình thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực của tòa án như thế nào. Đấy là về mặt kiến thức. Thứ hai là về mặt kỹ năng, thì sau khi học xong môn học này, các anh các chị xác định được cách thức bao gồm cả nội dung và thủ tục làm phát sinh vụ kiện trước tòa án, tức là khởi kiện, cũng như là cách thức tiếp cận và xử lý đơn khởi kiện, xây dựng được hồ sơ vụ việc, phân tích được các khía cạnh pháp lý của việc giải quyết một vụ việc, một vụ án hành chính, hay để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các cái đương sự trong các vụ án. Thứ hai là các anh các chị viết được một văn bản của tố tụng hành chính, ví dụ như là đơn khởi kiện, bài bảo vệ người cần được bảo vệ, bài phát biểu quan điểm của viện kiểm sát, bản án quyết định giám đốc thẩm, rồi là đơn kháng cáo, vân vân. Như vậy về mặt kỹ năng sau khi học xong môn học này, trước hết là để bảo vệ bản thân mình, những người thân của mình, thì các anh các chị cần phải nắm vững được cái quy trình để khởi kiện một vụ án hành chính, rồi là thẩm quyền để giải quyết vụ án hành chính, và đặc biệt là sau khi học xong thì các anh các chị có khả năng có thể tư vấn trực tiếp đối với các cái vụ án hành chính xảy ra trong thực tiễn. Ví dụ như là một cái vụ án hành chính xảy ra, một cá nhân bị tác động bởi một quyết định hành chính, và khi họ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại bởi quyết định hành chính đó, thì họ sẽ phải làm thế nào để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thì bản thân chúng ta sau khi học xong được môn học này, các anh các chị phải hướng dẫn được, phải tư vấn được cho họ là cần phải làm những bước như thế nào. Ví dụ như là từ khâu là viết đơn khởi kiện như thế nào, gửi đến ai, rồi xác định thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại, đơn khiếu kiện đó như thế nào. Rồi là chúng ta phát biểu được
bảo vệ được các cái đương sự trong một vụ án hành chính như thế nào. Đấy, thì đấy là về mặt kỹ năng sau khi học xong môn học này mà chúng ta cần phải nắm được. Để đạt được cái kỹ năng này thì yếu tố quan trọng và cơ bản nhất đấy là các anh các chị phải nắm được lý thuyết của môn học. Thứ hai là chúng ta biết vận dụng lý thuyết đó vào trong quá trình giải quyết các cái tình huống. Và để cái kỹ năng này của các anh các chị có thể vận dụng được thì ngoài cái yêu cầu giảng dạy ở trên lớp thì tôi có một yêu cầu, đấy là các anh các chị tranh thủ thời gian tìm hiểu xem các cái tòa án ở từ cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết các cái vụ án hành chính thì chúng ta có thể tham gia để chúng ta hiểu được cái quá trình thực tiễn tại tòa án họ giải quyết một vụ án như thế nào. Và cái cách thức tiếp cận của chúng ta đấy là chúng ta tiếp cận các cái hồ sơ vụ án, rồi chúng ta có thể thông qua các cái văn phòng luật sư, chúng ta cũng có thể thông qua các cái vụ việc đang được giải quyết để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về mặt kiến thức thực tiễn của cái môn học này. Đối với môn học này thì yêu cầu rất là cao ở cái việc vận dụng từ lý thuyết sang thực tiễn, và cái này đòi hỏi chúng ta phải vận dụng một cách linh hoạt giữa lý luận với thực tiễn mà các anh các chị đang học. Thứ ba là về nhận thức thì giúp các anh các chị có được nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cái chủ thể, của các cá nhân, tổ chức trước các cái quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước, của các cái cán bộ công chức thực hiện công vụ trong các cơ quan nhà nước. Thứ hai là nhận thức được vai trò của tòa án hành chính thông qua việc giải quyết các cái vụ án hành chính, đảm bảo được cái tính kỷ cương, kỷ luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tư pháp cũng như là trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thì như vậy là đấy là ba cái mục tiêu cần phải đặt ra đối với môn học này. Thế thì để đạt được ba cái mục tiêu này thì trước hết là các anh chỉ cần phải có tài liệu để học tập. Thế thì tài liệu học tập môn học này cũng khá là nhiều. Tuy nhiên có hai tài liệu bắt buộc các anh các chị phải có để khi chúng ta nghiên cứu. Đấy là thứ nhất, Luật Tố tụng Hành chính năm 2015. Luật Tố tụng Hành chính năm 2015. Thứ hai là giáo trình Luật Tố tụng Hành chính của Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2015 của Trường Đại học Luật Hà Nội, và giáo trình Luật Tố tụng Hành chính của Trường Đại học Huế xuất bản năm 2017. Như vậy thì đấy là những cái tài liệu bắt buộc mà các anh các chị cần phải có khi nghiên cứu về môn học này. Ngoài cả cái tài liệu bắt buộc này thì các anh các chị cần phải nghiên cứu rất nhiều các hệ thống văn bản, và một trong những cái kênh mà tra cứu văn bản để học môn học này đấy chính là Thư viện Pháp luật hoặc là trang thông tin điện tử của Chính phủ. Thì đây là hai cái kênh mà các anh các chị có thể tra cứu văn bản chúng ta tải về máy để chúng ta nghiên cứu trong suốt quá trình học môn học này. Ví dụ như là Thông tư 03/2003 của Viện Kiểm sát Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao, rồi Nghị quyết 02/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, rồi Pháp lệnh về lệ phí án phí của Tòa án, rồi Luật Tổ chức Tòa án năm 2014, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012, Hiến pháp năm 2013, Luật Khiếu nại Tố cáo năm 2011, v.v. Thì đấy là những cái văn bản mà các anh các chị cần tham khảo để suốt trong suốt quá trình học môn học này chúng ta cần phải có. Thì đấy là phần giới thiệu về tài liệu. Thứ hai là về nội dung của môn học. Thế thì Luật Tố tụng Hành chính ấy, thì trong giáo trình mà các anh các chị đang có thì có tất cả là 12 chương. Tuy nhiên trong khuôn khổ giới thiệu môn học này thì tôi đã viết một cái bài giảng Luật Tố tụng Hành chính gói gọn trong vòng 7 chương. Trong đó có đầy đủ các cái nội dung mà trong các cái chương của giáo trình. Tuy nhiên thì trong cái thời gian mà chúng ta học e-learning thì chúng ta không thể giải quyết hết tất cả các chương này. Thì nhiệm vụ của các anh các chị là chúng ta mở bài giảng để chúng ta nghiên cứu thêm. Ngoài ra thì ở phần 7 cái nội dung mà tôi đưa ra ở đây thì chúng ta sẽ giải quyết hết ở trong phần học e-learning trực tuyến cũng như là các cái video clip mà tôi đã gửi cho các anh các chị. Thế thì nội dung thứ nhất đấy là khái quát về ngành Luật Tố tụng Hành chính. Như ban đầu tôi giới thiệu cho các anh các chị, đấy là khi chúng ta giới thiệu về khái quát về ngành Luật Tố tụng Hành chính thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một số cái khái niệm. Ví dụ như là khái niệm thế nào là Luật Tố tụng Hành chính. Cái khái niệm thứ hai là thế nào là tài phán hành chính. Thứ ba là xung đột hành chính là gì. Và thứ tư đấy là vụ án hành chính là gì, vân vân. Thì đấy là các cái khái niệm mà chúng ta cần phải tìm hiểu xoay quanh cái nội dung của môn học này. Thứ hai là chúng ta phải tìm hiểu về các cái đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Tố tụng Hành chính.
Sau này thì khi mà tôi giới thiệu ấy, thì các anh chị cần phải phân biệt được giữa đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính với đối tượng của tài phán hành chính là gì. Bởi vì đây là hai cái đối tượng hoàn toàn khác nhau. Một bên là đối tượng của tài phán và một bên là đối tượng của nghiên cứu. Thì hai cái đối tượng này hoàn toàn khác nhau và chúng ta tránh nhầm lẫn trong quá trình chúng ta nghe và chúng ta học. Thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái phương pháp điều chỉnh của ngành luật tố tụng hành chính. Từ đó để chúng ta xem xét cái cách thức quá trình giải quyết các cái vụ án hành chính được xem xét ở dưới cái góc độ phương diện cả về lý luận và thực tiễn như thế nào. Đấy là ở chương thứ nhất. Chương thứ hai của môn học đấy chính là thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính của tòa án nhân dân. Trên thực tế thì khi mà cá nhân tổ chức của chúng ta bị xâm hại bởi các quyền và lợi ích hợp pháp, bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì chúng ta có một cái đặc điểm chung, đấy là chúng ta không biết được là thẩm quyền của tòa án nào có thể giải quyết được cái vụ án hành chính đó. Thế thì ở cái chương 2 này là cái chương mà chúng ta sẽ nghiên cứu về thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân ở trên các cái nội dung như là thẩm quyền về phạm vi, thẩm quyền về đối tượng và thẩm quyền về nội dung giải quyết. Đấy. Và khi học xong cái chương này thì các anh các chị có khả năng xác định được đối với một cái khiếu kiện hành chính thì chúng ta xác định được tòa án nào có thẩm quyền để thụ lý và giải quyết vụ án đó, để chúng ta tư vấn cho các cái đương sự của chúng ta khi mà có yêu cầu, đúng không ạ? Thứ hai là cái việc xác định thẩm quyền giải quyết của tòa án sẽ nhằm giải quyết nhanh vụ án cũng như là tránh trường hợp đi lại cho người dân, cho các cái cá nhân, tổ chức khi mà quyền và lợi ích của họ bị xâm hại. Chương thứ ba đấy là chủ thể trong quan hệ pháp luật tố tụng hành chính. Thế thì khi mà chúng ta nhắc đến chủ thể trong quan hệ pháp luật tố tụng hành chính thì chúng ta sẽ nhắc đến hai cái đối tượng về mặt chủ thể. Thứ nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, và thứ hai là chủ thể người tham gia tố tụng. Thế thì chúng ta phải xác định là chủ thể tiến hành tố tụng là cơ quan tiến hành tố tụng gồm những cơ quan nào, chủ thể cá nhân tiến hành tố tụng gồm những ai, và mối quan hệ giữa người tiến hành tố tụng với cơ quan tiến hành tố tụng như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ thể tham gia tố tụng. Thế thì cái chủ thể tham gia tố tụng gồm những ai, khái niệm thế nào là đương sự, khái niệm thế nào là người bị hại, khái niệm thế nào là nguyên đơn, thế nào là bị đơn, rồi thế nào là người có quyền và lợi ích liên quan, vân vân. Đấy, thì tất cả những cái khái niệm đó, tất cả những cái quyền và nghĩa vụ của các cái chủ thể trong quan hệ pháp luật tố tụng hành chính sẽ được nghiên cứu ở chương 3. Chương thứ tư đấy là chương khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính. Thế thì ở cái chương này thực chất là tôi tách từ chương 4 và chương 5 ra. Tôi gộp từ chương 4 và chương 5 vào. Đấy. Khởi kiện vụ án hành chính là một chương và thụ lý vụ án hành chính là một chương. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy, bởi vì hai cái chương này nó có liên quan đến nhau, cho nên tôi gộp chương khởi kiện và thụ lý vào thành một chương. Thế thì khi nghiên cứu khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái điều kiện khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính. Chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái đặc điểm và chúng ta cũng sẽ nghiên cứu về các cái bước tiến hành khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính như thế nào. Và đây là một cái chương vô cùng quan trọng. Vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta nghiên cứu về các cái điều kiện khởi kiện vụ án hành chính thì chúng ta sẽ biết được là những cái vụ án nào thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính, những cái vụ án nào đang trong thời hiệu khởi kiện, những cái vụ án nào thuộc về chủ thể áp dụng, những cái vụ án nào thuộc về thẩm quyền giải quyết của tòa án hành chính, và chúng ta cũng biết được là những cái vụ án nào thì không thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính, để chúng ta biết được cách thức cũng như là trình tự thủ tục để chúng ta tiến hành hoạt động đó. Nội dung thứ năm trong môn học này đấy chính là các giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Đây là một nội dung rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là sau khi vụ án hành chính được tòa án thụ lý, đúng không ạ, đủ điều kiện để tòa án thụ lý vụ án hành chính, thì sẽ chuyển sang một cái giai đoạn, đấy là giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Và trong cái nội dung về các cái giai đoạn chuẩn bị sơ thẩm, xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thì chúng ta sẽ nghiên cứu xem là các cái đương sự cần phải chuẩn bị những cái gì, rồi chủ thể tiến hành tố tụng cần phải chuẩn bị những cái gì, rồi người tham gia tố tụng cần phải tiến hành những cái gì, những cái hoạt động nào. Và đặc biệt là với vai trò là những cái người mà tư vấn pháp luật thì bản thân của chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự sau này khi mà chúng ta tiến hành hỗ trợ pháp lý đối với các trường hợp này. Nội dung thứ 6 đấy là nội dung về xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm đối với vụ án hành chính. Thế thì thực ra là ba cái nội dung này tôi gộp ba chương, đấy là chương 8, chương 9 và chương 10 ở trong giáo trình của chúng ta.
Tôi gộp ba chương này bởi vì là các cái bước xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm đối với vụ án hành chính thì chúng ta nghiên cứu về mặt trình tự thủ tục, và tất cả những cái trình tự thủ tục này nó đều được quy định ở trong luật, và chúng ta phải giới thiệu, có thể là tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái thủ tục xét xử sơ thẩm, còn cái thủ tục xét xử phúc thẩm và giám đốc thẩm thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở các cái bước sau đó đấy. Và nội dung cuối cùng, tức là nội dung thứ bảy, là chúng ta sẽ nghiên cứu về thi hành bản án hành chính. Chúng ta phải xem là sau khi quyết định có hiệu lực của tòa án thì cái quá trình thi hành bản án của án hành chính sẽ là như thế nào đấy. Thì trên đây là toàn bộ 7 nội dung liên quan đến môn học luật tố tụng hành chính Việt Nam mà các anh các chị được học ở trong cái chương trình của chúng ta đấy. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho các anh các chị ở nội dung thứ nhất, tức là chương 1, khái quát về ngạch tố tụng hành chính. Thế thì ở trong chương 1 này tôi sẽ giới thiệu hai nội dung cơ bản. Thứ nhất là khái niệm luật tố tụng hành chính, và thứ hai là đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật tố tụng hành chính. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, đấy là khái niệm luật tố tụng hành chính. Thế thì trước khi đi vào tìm hiểu về khái niệm thế nào là luật tố tụng hành chính, thì tôi muốn các anh các chị tìm hiểu một số quan điểm về tài phán hành chính của các quốc gia trên thế giới. Đấy. Thế thì ở trong cái bài giảng này, tôi giới thiệu cho các anh các chị ba cái hệ thống quan điểm về tài phán hành chính. Thứ nhất, đấy là quan điểm về tài phán hành chính của dòng họ luật chung, hay còn gọi là common law. Thứ hai là cái quan điểm về tài phán hành chính của dòng họ luật dân sự, hay còn gọi là civil law, viết tắt là civil law. Và thứ ba là quan điểm về tài phán hành chính của dòng họ luật trung gian, hay còn gọi là dòng họ luật của các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Và cuối cùng là chúng ta phải xem quan điểm về tài phán hành chính ở Việt Nam như thế nào. Đấy, chúng ta đi vào cái nội dung thứ nhất, đấy là quan điểm về tài phán hành chính của các cái quốc gia theo dòng họ luật chung. Thế thì chúng ta thấy là ở các cái quốc gia theo dòng họ luật chung ấy, thì người ta quan điểm là tài phán hành chính là hoạt động giải quyết các cái tranh chấp hành chính của các cơ quan nhà nước cũng như là của tòa án. Tức là các cái quốc gia này họ chỉ có một cái hệ thống tòa án duy nhất, hay còn gọi là nhất thể tài phán. Tức là khi mà có một cái tranh chấp hành chính xảy ra, một cái vụ án hành chính xảy ra, thì cái cơ quan duy nhất để giải quyết các cái tranh chấp này đấy chính là cơ quan nhà nước. Và cái cơ quan đó cũng chính là tòa án. Do vậy mà các cái quốc gia theo dòng họ luật chung này thì họ chỉ có một cái nhất thể tài phán, tức là họ chỉ có một cái tòa án duy nhất để giải quyết tất cả các cái vụ án, trong đó có vụ án hành chính. Thì thế thì đối với các cái quốc gia này thì chúng ta thấy có một cái đặc điểm là quan điểm về tài phán hành chính của họ chính là cái quá trình giải quyết các cái tranh chấp hành chính của cả cơ quan nhà nước cũng như là của tòa án. Thế thì ở đây chúng ta lại có một cái khái niệm chúng ta cần phải làm rõ. Tranh chấp hành chính là gì? Tranh chấp hành chính là gì? Thế thì chúng ta thấy là tranh chấp hành chính là sự xung đột giữa các bên. Một bên là cá nhân tổ chức, với bên kia là cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền. Và cái xung đột này xuất phát từ việc là các cái cơ quan công quyền ban hành ra một cái quyết định hành chính hoặc là hành vi hành chính mà các cái quyết định đó, các cái hành vi hành chính đó nó xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức. Và các cái cá nhân tổ chức này họ cho rằng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại, và họ gì ạ? Họ thực hiện bảo vệ quyền của mình qua hai hình thức. Một là khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, và hai là khởi kiện vụ án hành chính. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng là khi mà quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân tổ chức bị xâm hại bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì chúng ta có hai hình thức, hai con đường để chúng ta bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thứ nhất, đấy là hình thức khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền giải quyết. Và thứ hai là khiếu nại đến cơ quan người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Thứ hai là cái quan điểm về tài phán hành chính của các cái quốc gia theo cái hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, hay còn gọi là luật dân sự ấy. Thì ở cái các cái quốc gia này có một cái đặc điểm, đấy là trong cái hệ thống pháp luật của họ ấy, họ chia cái hệ thống pháp luật ra thành hai cái phân hệ. Thứ nhất là luật công và thứ hai là luật tư. Trong luật công thì họ có tòa án hành chính, và trong luật tư thì có hệ thống tòa án tư pháp, hay còn gọi là tòa án dân sự.
Thế thì với cái hệ việc phân chia hai cái hệ thống pháp luật này thì tài phán hành chính được hiểu đấy là hoạt động giải quyết tranh chấp hành chính của các cơ quan, tổ chức cũng như hoạt động xét xử vụ án hành chính của tòa án hành chính. Và cái hệ thống tòa án hành chính của các cái quốc gia này độc lập hoàn toàn với hệ thống tòa án thường. Độc lập hoàn toàn với hệ thống thường bởi vì là trong cái hệ thống pháp luật của họ chia thành hai cái hệ thống pháp luật rất là rõ ràng. Đấy là luật công thì có tòa án hành chính và luật tư thì có hệ thống tòa án tư pháp. Thế thì ở các cái quốc gia châu Á của chúng ta ấy, thì mặc dù là chúng ta là các cái quốc gia mà theo cái gần như là giao thoa giữa cái dòng họ luật trung gian với dòng họ luật của các cái quốc gia châu lục địa, nhưng chúng ta thấy rằng điển hình ở châu Á của chúng ta có một quốc gia mà hiện nay họ cũng có một cái bộ tòa án hành chính, mặc dù trong cái hệ thống pháp luật của họ không phân ra pháp luật công và pháp luật tư, đấy chính là Nhật Bản. Nhưng ở Nhật Bản lại có một cái bộ tòa án hành chính và họ có một cái phân tòa hành chính riêng xét xử tất cả các cái vụ án hành chính liên quan đến luật công. Và gần như cái mô hình của Nhật Bản gần giống với cái mô hình của các cái quốc gia theo hệ thống luật châu lục địa này. Và chúng ta thấy rằng là xem xét cái quan niệm về tài phán hành chính giữa hai cái hệ thống pháp luật châu Âu lục địa và hệ thống pháp luật chung thì chúng ta thấy rằng là có một cái sự khác biệt. Một bên là tài phán hành chính được hiểu là hoạt động giải quyết tranh chấp của cơ quan nhà nước, cụ thể là tòa án, tức là họ chỉ có một cái hệ thống tòa án duy nhất và giải quyết tất cả các cái vụ án trong đó, gồm có hành chính, dân sự, hình sự, kinh tế, vân vân. Thì ở các cái quốc gia theo dòng họ luật chung này thì họ nhất hệ tài phán, tức là hệ thống tòa án của họ làm chung một cái hệ thống tòa án và cái vụ án hành chính là do cái hệ thống tòa án đó xét xử. Còn đối với quốc gia theo dòng họ luật châu Âu lục địa ấy, thì chúng ta thấy rằng là họ có một cái hệ thống tòa án hành chính riêng, tức là khi không còn là phân tòa hành chính nữa mà hệ thống tòa án hành chính riêng giải quyết các cái vụ án hành chính liên quan đến luật công. Còn hệ thống tòa án tư pháp hay còn gọi là hệ thống tòa án dân sự ấy thì là giải quyết tất cả các cái vụ án khác và người ta phân thành là luật tư. Thì đây là cái quan niệm về tài phán hành chính của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Cái quan niệm thứ ba về tài phán hành chính, đấy là quan niệm về tài phán hành chính của các quốc gia theo dòng họ luật trung gian hay còn gọi là các quốc gia theo xã hội chủ nghĩa. Thì tài phán hành chính ở các quốc gia này được hiểu là hoạt động giải quyết các tranh chấp hành chính của cơ quan nhà nước hoặc của tòa án trong hệ thống tòa án. Thế thì có một cái đặc điểm ở các cái quốc gia này đấy là họ thành lập một cái phân tòa hành chính trong hệ thống tòa án chung. Và cái phân tòa này giải quyết các tranh chấp hành chính. Nói như thế có nghĩa là cái phân tòa hành chính này phụ thuộc hoàn toàn vào tòa án thường, tức là nó là một phân hệ trong tòa án thường và chịu cái sự quản lý của tòa án thường. Và cái phân tòa hành chính này sẽ giải quyết các cái vụ án hành chính. Như vậy thì nhìn vào cái quan điểm của quốc gia theo dòng họ luật trung gian thì chúng ta thấy rằng nó có một cái điểm tương đồng đối với cái quan điểm về tài phán hành chính ở Việt Nam. Ở Việt Nam của chúng ta ấy, thì tài phán hành chính được hiểu là cái hoạt động xét xử các cái vụ án hành chính. Như vậy thì cái thuật ngữ tài phán nó tồn tại ở các cái quốc gia trên thế giới, thì ở Việt Nam của chúng ta tài phán hành chính được hiểu đó là hoạt động xét xử các vụ án hành chính của tòa án nhân dân. Và cái sơ quan tài phán hành chính của Việt Nam đấy chính là tòa án nhân dân. Và trong tòa án nhân dân thì chúng ta có một cái phân tòa, đấy là phân tòa hành chính chuyên giải quyết các cái vụ án hành chính. Như vậy thì nhìn vào cái quan điểm về tài phán hành chính ở Việt Nam thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái đặc điểm chung với cái quan điểm về tài phán hành chính của các cái quốc gia theo dòng họ luật trung gian đấy. Đối tượng của tài phán hành chính ở Việt Nam đấy chính là các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định giải quyết vụ việc cạnh tranh và danh sách hành vi lập danh sách cử tri bầu cử được quy định tại khoản 1 đến khoản 4 điều 30 của luật tố tụng hành chính năm 2015. Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy là đối tượng của tài phán hành chính ở Việt Nam ấy thì được phân thành 4 cái nhóm đối tượng rất cơ bản. Thứ nhất là quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Thế thì chúng ta phải hiểu được thế nào là quyết định hành chính, thế nào là hành vi hành chính, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta phải hiểu được là thế nào là quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức. Vậy thì có phải là mọi quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ công chức ở Việt Nam đều trở thành đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính hay không? Thì các anh chị lưu ý rằng là quyết định giải quyết thôi việc đối với công chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ từ tổng cục trưởng, tổng cục tương đương trở xuống.
Còn đối với các chức vụ giữ chức vụ từ tổng trưởng tổng cục tương đương trở lên thì không thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính ở Việt Nam. Đấy, và chúng ta thấy rằng là đối với cái quan điểm về xét xử các cái vụ án hành chính ở Việt Nam ấy, thì cái đối tượng này chúng ta thấy rằng là trong luật quy định cũng rất là rõ, đối với công chức giữ chức vụ từ tổng cục trưởng tổng cục tương đương trở xuống thì các cái quyết định kỷ luật của thôi việc mới trở thành đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính. Thứ ba là trong này có một cái quyết định cũng thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính, đấy là quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý của việc cạnh tranh. Thế thì ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là ở tại điều 39 của luật cạnh tranh ấy, của Việt Nam ấy, thì có một cái quy định, đấy là đối với các cái hành vi hạn chế cạnh tranh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thì ví dụ như hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn, hay là hành vi ép buộc trong kinh doanh, hay là hành vi gièm pha các cái doanh nghiệp khác, và các cái hành vi cạnh tranh khác, hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác được quy định ở trong pháp luật cạnh tranh ấy, thì đối với các cái hành vi này thì các cái cá nhân, tổ chức, các cái doanh nghiệp có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý cạnh tranh. Mà hiện nay thì chúng ta thấy có hai cái quyết định thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính trong cái lĩnh vực này, đấy là quyết định quản giải quyết khiếu nại của hội đồng cạnh tranh đối với quyết định của hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh khi xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, và cái quyết định thứ hai đấy là quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với quyết định của thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh khi xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Thế thì hai cái quyết định này cũng trở thành đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính. Cái đối tượng thứ tư thuộc đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính được quy định ở điều 30 luật tố tụng hành chính năm 2015 ở Việt Nam, đấy là hành vi lập danh sách cử tri bầu cử. Thế thì theo quy định của pháp luật Việt Nam ấy, thì trước 5 ngày bầu cử, nếu như mà các cái cá nhân tổ chức các cái cá nhân phát hiện danh sách cử tri bầu cử hoặc là không có tên mình, hoặc là phát hiện ra những cái dấu hiệu sai phạm trong việc lập danh sách cử tri bầu cử thì có thể khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc khởi kiện đến vụ án hành chính. Thế thì đây chính là bốn đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính, hay còn gọi là đối tượng của tài phán hành chính ở Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì tài phán hành chính là một cái tổ chức, là tổ chức và hoạt động xét xử các vụ án hành chính của tòa án nhân dân. Vậy từ các cái quan niệm về tài phán hành chính như chúng ta nghiên cứu ở trên, phân tích ở trên, thì chúng ta có thể đưa ra khái niệm về tố tụng hành chính như sau. Tố tụng hành chính là hoạt động xét xử các cái vụ án hành chính theo quy định của luật tố tụng hành chính do tòa án nhân dân thực hiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, của tổ chức, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước. Đấy. Và tố tụng hành chính thực chất là các cái hoạt động xét xử vụ án hành chính theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Trở chúng ta nghiên cứu về tài phán hành chính của các quốc gia trên thế giới. Như vậy thì xem xét các cái quan điểm về tài phán hành chính thì các anh các chị có thể thấy rằng là cái quan điểm về tài phán hành chính của mỗi cái dòng họ luật của mỗi quốc gia là khác nhau, dựa trên cái đặc điểm về thiết chế hệ thống pháp luật của từng quốc gia mà người ta đưa ra các cái quan điểm khác nhau. Chúng ta đi vào cái nội dung thứ ba, đấy là chúng ta tìm hiểu một số cái khái niệm liên quan đến tố tụng hành chính, ví dụ như khái niệm vụ án hành chính. Thế thì thế nào là một vụ án hành chính, đúng ạ? Thế nào là một vụ án hành chính? Thì vụ án hành chính là cái vụ án phát sinh khi cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện yêu cầu tòa án xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri của cơ quan nhà nước được tòa án thụ lý theo quy định của pháp luật. Như vậy thì vụ án hành chính là cái vụ án mà phát sinh khi có yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức xem xét tính chính xác, đúng đắn của các cái quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và lập danh sách cử tri bầu cử khi được tòa án thụ lý giải quyết. Thứ hai là điều kiện để vụ án hành chính phát sinh. Điều kiện thứ nhất, điều kiện cần, đấy là có hành vi khởi kiện của cá nhân, tổ chức, cơ quan. Và cái điều kiện thứ hai, điều kiện đủ, đấy là việc khởi kiện phải được tòa án nhân dân tiến hành thụ lý. Đấy. Thứ ba là đặc điểm của vụ án hành chính. Thì chúng ta thấy rằng là đối tượng tranh chấp của vụ án hành chính tính là cái tính hợp pháp của khiếu kiện. Còn đối tượng về tài sản, về nhân thân lại không phải là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính, của tranh chấp hành chính. Ví dụ như là nếu như liên quan đến tranh chấp
về nhân thân, tranh chấp về tài sản thì nó không còn là vụ án hành chính nữa, mà đó là vụ án dân sự. Đấy, vụ án dân sự, vụ việc dân sự rồi. Cho nên là cái đối tượng trong tranh chấp hành chính của vụ án hành chính là tính hợp pháp của các quyết định hành chính, chứ không phải là những cái đối tượng liên quan đến nhân thân, liên quan đến tài sản, nó không được xem là đối tượng của vụ án hành chính. Thứ hai là người bị kiện trong vụ án hành chính luôn là cơ quan nhà nước hoặc có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Còn người khởi kiện ở đây lại luôn là cá nhân, tổ chức bị tác động bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước. Đấy. Như vậy thì khi nghiên cứu về đặc điểm của vụ án hành chính thì các anh các chị phải luôn luôn xác định một cái yếu tố rằng là trong cái yêu cầu khởi kiện của chúng ta ấy, là cái yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của thôi việc đối với công chức, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và danh sách cử tri bầu cử, chứ không phải xem xét về nhân thân hay là vấn đề liên quan đến tài sản của các của những cái người thực hiện công vụ nhiệm vụ trong cơ quan nhà nước. Đấy là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta xem xét để viết đơn khởi kiện, cũng như là chúng ta xem cái yêu cầu khởi kiện của chúng ta có hợp pháp, hợp lý hay không, điều kiện khởi kiện của chúng ta có được đảm bảo hay không, nó phụ thuộc vào cái việc chúng ta xác định đối tượng khởi kiện có đúng hay không. Đấy, thì đấy là nội dung thứ ba. Nội dung thứ tư đấy là chúng ta nghiên cứu thế nào là tố tụng hành chính. Thế thì chúng ta biết rằng là tố tụng là cái hoạt động, toàn bộ tất cả các hoạt động, các cái giai đoạn được tiến hành trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Trong một cái vụ án hành chính thì trải qua các cái giai đoạn tố tụng như sau. Bước 1 đấy là khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính. Bước 2 là chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Bước 3 là xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Bước thứ tư là xét xử phúc thẩm vụ án hành chính. Bước thứ năm là giám đốc thẩm, tái thẩm. Bước thứ sáu là thi hành án hành chính. Và tất cả các cái trường hợp vụ án hành chính chỉ trải qua 2 giai đoạn, đó là rút đơn khởi kiện hoặc là người khởi kiện chết. Tức là nếu như mà các cái trường hợp vụ án hành chính chỉ trải qua 2 cái giai đoạn của trên ấy, thì trừ trường hợp là người khởi kiện rút đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật và được tòa án chấp nhận, hoặc là người khởi kiện chết và không có người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì trong trường hợp này sẽ tiến hành theo thủ tục rút gọn hoặc là chỉ chấm dứt ở bước thứ nhất và bước thứ hai, còn những cái bước tiếp theo thì nó không xuất hiện. Thì đấy là một trong những cái yếu tố mà chúng ta trong quá trình chúng ta nghiên cứu về các bước để giải quyết một vụ án hành chính. Tại sao chúng ta có các cái quyết định đình chỉ vụ án hành chính? Tại sao chúng ta có các cái quyết định tạm đình chỉ vụ án hành chính? Thì nó căn cứ vào các cái quy định của pháp luật cũng như là các cái yêu cầu của phía đơn khởi kiện, hoặc là các cái sự kiện khách quan tác động yếu tố đến cái việc là cần phải ban hành các cái quyết định về đình chỉ chấm dứt giải quyết vụ án hành chính. Sau này khi mà chúng ta nghiên cứu vào các cái chương cụ thể thì chúng ta sẽ nghiên cứu về nội dung này. Đấy là nội dung thứ tư ở phần 1. Chúng ta đi sang nội dung phần 2, đấy là đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính. Thế thì luật tố tụng hành chính điều chỉnh 3 nhóm quan hệ xã hội cơ bản. Nhóm thứ nhất đấy là nhóm quan hệ phát sinh giữa cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng với nhau, và cái quan hệ này được xác định là cái mối quan hệ bắt buộc và bình đẳng. Chúng ta thấy rằng là cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam hiện nay trong vụ án hành chính thì bao gồm có Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân. Thế thì những cái người tiến hành tố tụng ở trong hệ thống này bao gồm là gì ạ? Đối với Tòa án Nhân dân thì người tiến hành tố tụng bao gồm là gì ạ? Chánh án Tòa án Nhân dân, thẩm phán Tòa án Nhân dân, thẩm tra viên của Tòa án Nhân dân, đúng ạ, rồi là gì ạ? Thư ký tòa án, vân vân. Rồi là người tiến hành tố tụng ở trong cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân thì bao gồm có viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, rồi kiểm sát viên, rồi là điều tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Như vậy thì tất cả các cái thành tố này ở trong cái nhóm quan hệ thứ nhất này là cái quan hệ giữa cơ quan tiến hành tố tụng, tức là giữa Tòa án Nhân dân với Viện Kiểm sát Nhân dân, với những người tiến hành tố tụng, tức là giữa những cái người mà tham gia, những cái người tiến hành tố tụng, bao gồm cả cái chủ thể tiến hành tố tụng ở trong cái mối quan hệ này. Và chúng ta thấy đây là cái quan hệ bắt buộc. Cái quan hệ này được phát sinh như thế nào? Đấy là ví dụ như khi mà tiến hành tiếp cận, tiếp nhận một cái vụ án hành chính thì Tòa án Nhân dân sẽ phân công thẩm phán tiến hành thụ lý và giải quyết vụ án. Rồi trên cơ sở được phân công tiến hành giải quyết vụ án thì thẩm phán sẽ tiến hành xác minh,
rồi là gì ạ? Điều tra, rồi là tiến hành các cái bước để giải quyết vụ án hành chính, rồi là thẩm tra viên thì tiến hành các cái khâu kiểm tra, thẩm tra quá trình giải quyết vụ án của thẩm phán, rồi là thư ký tòa án sẽ tiến hành các cái vụ việc theo yêu cầu của thẩm phán. Đấy, như vậy thì cái mối quan hệ này là quan hệ bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Đấy là cái nhóm quan hệ thứ nhất. Nhóm quan hệ thứ hai, đấy là nhóm quan hệ phát sinh giữa một bên là cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng. Đây là một cái quan hệ nó mang tính mệnh lệnh bắt buộc. Chúng ta thấy rằng là cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Còn về người tham gia tố tụng là những ai? Thế thì trong thành phần người tham gia tố tụng thì chúng ta biết là gồm có là gì ạ? Gồm có các đương sự, tức là gì ạ? Người khởi kiện và người bị kiện. Rồi gồm có những người có quyền và lợi liên quan, rồi là gồm có những người làm chứng, người bào chữa, rồi là người đại diện quyền và lợi hợp pháp của đương sự, rồi là người phiên dịch, vân vân và vân vân. Như vậy thì đối với những cái người tham gia tố tụng này có cái mối quan hệ qua lại đối với cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, và cái quan hệ này nó mang tính chất mệnh lệnh bắt buộc. Mệnh lệnh bắt buộc thể hiện ở chỗ là khi mà có một cái vụ kiện xảy ra, vụ án hành chính xảy ra, thì ví dụ như đối với người khởi kiện chẳng hạn, thì khi người khởi kiện nộp đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân, thì ngay lập tức nếu như đơn khởi kiện phù hợp, đảm bảo đủ điều kiện khởi kiện, thì trên cơ sở xem xét đơn khởi kiện thì tòa án sẽ diện tiến hành thụ lý vụ án. Và khi tòa án giao cho thẩm phán tiến hành thụ lý vụ án thì tòa án sẽ gửi đơn triệu tập đối với các cái đương sự khi tham gia vào vụ án. Và tòa án, tức là cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có quyền triệu tập các cái thành viên, các cái người tham gia tố tụng khác, ví dụ như người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan, ví dụ như là người làm chứng, ví dụ như là người phiên dịch nếu có, ví dụ như là người đại diện quyền lợi hợp pháp của đương sự, ví dụ như là người bảo hộ, người đại diện theo pháp luật, vân vân và vân vân. Thế thì đây rõ ràng là cái mối quan hệ mang tính chất bắt buộc, mệnh lệnh đơn phương từ cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng với người tham gia tố tụng. Cái nhóm quan hệ xã hội thứ ba, đấy là nhóm quan hệ xã hội phát sinh giữa người tham gia tố tụng với nhau, và cái mối quan hệ này hoàn toàn mang tính chất bình đẳng giữa những người tham gia tố tụng với nhau, ví dụ như là giữa gì ạ? Giữa các đương sự với nhau, giữa những người, giữa đương sự với người có quyền và nghĩa vụ liên quan, ví dụ như là giữa người lập chứng với đương sự, ví dụ như là giữa người phiên dịch với đương sự, ví dụ như là giữa luật sư bảo chữa, ví dụ như là giữa người đại diện quyền lợi hợp đại diện theo pháp luật, rồi là người bảo hộ, vân vân. Đấy, thì đây là ba cái nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình điều chỉnh vụ án hành chính, hay còn gọi là đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính. Thứ hai, đấy là về phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính. Chúng ta biết rằng là phương pháp điều chỉnh của một ngành luật chính là cách thức, là cả cái biện pháp mà ngành luật tố tụng hành chính sử dụng để tác động đến các cái quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của mình. Thì một trong những cái đặc trưng cơ bản của ngành luật tố tụng hành chính, đấy là về phương pháp điều chỉnh. Thì phương pháp điều chỉnh của tố tụng hành chính gồm có hai cái phương pháp cơ bản sau đây. Thứ nhất là phương pháp mệnh lệnh bắt buộc, và thứ hai là phương pháp bình đẳng. Thì các cái phương pháp này cũng đã được thể hiện ở trên các cái mối quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật tố tụng hành chính mà tôi đã giới thiệu ở phần trên, để anh các chị có thể hiểu rằng là cái phương pháp này nó xuất phát từ cái tính mệnh lệnh đơn phương mang tính chất quyền lực phục tùng của đặc trưng của ngành luật hành chính, cũng như là ngành luật tố tụng hành chính. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái tranh chấp hành chính ấy là cái tranh chấp phát sinh giữa một bên là gì ạ? Chủ thể thực hiện chức năng quản lý nhà nước, và một bên đấy là cá nhân tổ chức chịu sự quản lý. Chúng ta thấy rằng là cái đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính nó xuất phát từ cái việc là các cá nhân tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại bởi các cái quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, đúng không ạ? Bởi các quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức, rồi bởi các quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý thủ tục cạnh tranh, rồi đối với việc lập danh sách cử tri bầu cử của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái tranh chấp này lại là tranh chấp phát sinh giữa một bên là cơ quan công quyền và một bên là diện cá nhân tổ chức chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước. Cho nên bao giờ thì cái đặc thù của ngành luật hành chính nói riêng và tố tụng hành chính thì chúng ta thấy là nó mang cái tính mệnh lệnh, mang tính chất quyền lực phục tùng giữa một bên là cơ quan quản lý nhà nước và một bên là chủ thể, là cá nhân, là tổ chức chịu sự quản lý của nhà nước.
Như vậy thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các anh các chị tất cả những cái nội dung liên quan đến khái quát về ngành luật tố tụng hành chính. Và sau này khi mà chúng ta nghiên cứu đến các cái chương cụ thể, ví dụ như chương về thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân, ví dụ như chương về chủ thể trong quan hệ pháp luật tố tụng hành chính, ví dụ như là chương về khởi kiện thụ lý vụ án hành chính vân vân, thì chúng ta phải thấy được, chúng ta phải xác định được các cái mục tiêu chúng ta đặt ra khi chúng ta học môn học này. Đấy, thế thì để chúng ta học tốt được các cái phần còn lại thì tôi yêu cầu các anh các chị về nghiên cứu trước cho tôi trong tài liệu ba cái nội dung trước mắt để sắp tới chúng ta bắt đầu học. Cái nội dung thứ nhất đấy là các anh các chị đọc trước cho tôi cái phần là các nguyên tắc giải quyết một vụ án hành chính. Đây là cái phần mà chúng ta không được học ở trên lớp, nhưng chúng ta buộc phải nghiên cứu, bởi vì bất kỳ một khi bước giải quyết vụ án hành chính nào nó cũng phải tuân thủ các cái nguyên tắc nhất định. Và nguyên tắc này được quy định ở trong luật tố tụng hành chính, cũng như được quy định rất rõ ở trong nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đấy là cái nội dung thứ nhất chúng ta cần phải tìm hiểu trước. Cái nội dung thứ hai mà các anh các chị tìm hiểu trước cho tôi đấy là các anh các chị xem xác định thẩm quyền của Tòa án Nhân dân trong giải quyết vụ án hành chính. Thế thì ở trong luật tố tụng hành chính năm 2015 chúng ta có ba cái điều khoản của luật, đấy là điều 31, điều 32 và điều 33, đấy là xác định thẩm quyền của Tòa án Nhân dân trong việc giải quyết các vụ án hành chính. Thế thì ở trong ba cái điều khoản này, cái điều khoản 31 đấy là xác định thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp huyện, điều 32 là xác định thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, và điều 33 đấy là xác định giả thẩm quyền giải quyết của tòa án trong trường hợp vừa có đơn khởi kiện và vừa có đơn khiếu nại. Đấy, thì các anh chị về đọc trước cho tôi ở ba cái nội dung này. Nội dung thứ ba mà chúng ta cần phải nghiên cứu trước đấy chính là nội dung về khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính. Thế thì các anh các chị đọc cho tôi ở cái phần là các điều kiện khởi kiện của vụ án hành chính được quy định từ điều 111 cho đến điều 117, và các điều kiện thụ lý vụ án hành chính được quy định ở điều 126 cho đến điều 131 của luật tố tụng hành chính. Thế thì tất cả những cái nội dung này các anh các chị đọc trước để khi mà tôi lên lớp giảng dạy, chúng ta có cơ sở về mặt lý thuyết để chúng ta giải quyết các cái tình huống trong thực tiễn. Đấy, những nội dung còn lại thì tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các anh chị ở trong các cái phần tiếp theo. Và nội dung giới thiệu môn học luật tố tụng hành chính Việt Nam ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các anh chị có những buổi học hiệu quả trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại.